Sách tinh gọn, đồng tiền lên ngôi. Đơn vị thực hiện NNT Studio. Quyển sách này nói về điều gì? Đồng tiền lên ngôi viết về cách mà những sự kiện lịch sử khác nhau đã dẫn đến sự phát triển của hệ thống tài chính hiện tại. Thông qua đó bạn sẽ hiểu được vì sao rất dễ xảy ra khủng hoảng và bất bình đẳng trong hệ thống tài chính, nhưng đó lại chính là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại. Quyển sách này dành cho ai? Những ai muốn tìm hiểu về hệ thống tài chính, bất kỳ ai quan tâm đến nguyên nhân của các cuộc khủng hoảng tài chính, những ai muốn biết vì sao tiền tệ lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Về tác giả, Niall Ferguson là một trong những nhà sử học nổi tiếng nhất nước Anh. Ông đã làm việc cho nhiều tổ chức ở Anh và Mỹ. Chuyên môn của ông là lịch sử kinh tế và lịch sử thế giới. Ngoài sự nghiệp nghiên cứu, ông còn được biết đến với vai trò là nhà bình luận và biên tập cho nhiều tờ báo và tạp chí. Ông đã soạn thảo và quay nhiều loạt phim tài liệu khác nhau, trong đó có cả bộ phim được chuyển thể từ quyển Đồng tiền lên ngôi. Nội dung của podcast được trích dẫn từ ứng dụng Sách tinh gọn do NNT Studio phát triển. Nếu yêu thích và muốn nghe nhiều hơn, bạn có thể tải ứng dụng Sách tinh gọn trên App Store hoặc là CH Play để ủng hộ team nhé. Về bản chất, hệ thống tài chính cũng phát triển theo quy luật tiến hóa. Thông qua nghiên cứu, Charles Darwin đã khẳng định sự sống phát triển thông qua một quá trình được gọi là chọn lọc tự nhiên. Những hình thái sống phù hợp nhất với môi trường sẽ tiếp tục phát triển mạnh và những hình thái khác yếu kém hơn sẽ tự động bị loại bỏ. Trong hầu hết các môi trường, tài nguyên chỉ đủ để hỗ trợ một số lượng sự sống hạn chế. Cuộc chiến giành lấy những nguồn tài nguyên này rất khốc liệt, vì thất bại trong cuộc chiến này đồng nghĩa với tuyệt chủng. Ngoài ra, các hình thái sống mạnh mẽ nhất sẽ tiếp tục phát tán gen thông qua quá trình sinh sản và gia tăng số lượng cá thể. Và cuối cùng sẽ thay thế cho những loài bị suy giảm. Quá trình này diễn ra liên tục. Các loài cũ luôn chết đi và được thay thế bằng các loài mới. Thông thường, những thay đổi này thường xảy ra trong môi trường nhỏ, nhưng đôi khi cũng sẽ có những sự kiện gây tuyệt chủng trên quy mô lớn. Ví dụ, 64 triệu năm trước, một thiên thạch đã quét sạch gần như tất cả sự sống trên trái đất, bao gồm hầu hết các loài khủng long. Trong những tình huống như thế này, các loài mới sẽ phát triển trong chính không gian do những loài đã tuyệt chủng để lại, giống như động vật có vú đã thay thế khủng long sau thảm họa thiên thạch. Hệ thống tài chính cũng phát triển theo một cách tương tự như vậy. Thế giới tài chính liên tục thay đổi, giống như cách thế giới tự nhiên không ngừng phát triển. Các công ty thích ứng với những tình huống mới sẽ phát triển và trở thành hình mẫu cho những công ty khác, tương đương quá trình tái tạo gen trong tự nhiên. Và dĩ nhiên, các công ty cứ giữ phương thức lạc hậu và không tạo ra đủ lợi nhuận sẽ bị diệt vong. Một số sự kiện như khủng hoảng tài chính năm 1929 và 2008 đã khiến hàng loạt công ty và hoạt động tài chính bị khai tử. Sau đó, những công ty tài chính và phương thức hoạt động mới sẽ hình thành và thay thế cho những công ty đã biến mất. Giá trị của đồng tiền đến từ niềm tin của công chúng chứ không phải dựa vào giá trị nội tại của nó. Mục đích thật sự thúc đẩy Tây Ban Nha chinh phục Trung và Nam Mỹ vào thế kỷ 16 là để tìm kiếm vàng và bạc. Họ nghĩ rằng nếu nắm trong tay nhiều kim loại quý, họ có thể sản xuất ra nhiều đồng xu hơn và vì vậy sẽ trở nên giàu có hơn. Nhưng trên thực tế, càng có nhiều tiền xu được sản xuất thì giá trị của nó lại càng giảm, cho dù được đúc bằng bất kỳ kim loại hiếm nào. Đó là vì Tây Ban Nha không nhận ra rằng sức mạnh và giá trị của đồng tiền không đến từ giá trị vật chất mà đến từ niềm tin của công chúng dành cho nó. Vì vậy, quá nhiều tiền lưu thông sẽ dẫn đến lạm phát. Niềm tin là yếu tố quan trọng tạo nên giá trị của đồng tiền. Và không giống với Tây Ban Nha, các ngân hàng trung ương sẽ không sản xuất tiền ồ ạt. Do đó, công chúng tin tưởng rằng các ngân hàng sẽ giữ tiền của mình một cách cẩn thận. Và ngược lại thì các ngân hàng cũng tin rằng họ sẽ nhận lại được các khoản cho vay. Nếu mà không có niềm tin này, tiền sẽ chỉ là một tờ giấy in không có giá trị. Thật ra, giá trị nội tại của tiền giấy và tiền kim loại rất thấp. Thậm chí phần lớn lượng tiền được lưu thông trên thế giới vốn không hề tồn tại. Nó hoàn toàn ảo và có thể được chuyển giao trong thế giới trực tuyến. Và tương tự như thế giới thật,
giá trị của tiền ảo dựa trên niềm tin của chúng ta. Hệ thống tín dụng và ghi nợ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra tiền trong hệ thống tài chính. Việc phát minh ra khái niệm tín dụng và ghi nợ là một trong những bước phát triển quan trọng nhất trong lịch sử loài người. Tín dụng và ghi nợ cùng những tiến bộ khoa học và công nghệ đều là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của con người. Các hình thức vay và cho vay sớm nhất được tìm thấy ở Lưỡng Hà cổ đại. Khi thanh toán tiền ký quỹ, những người cho vay sẽ nhận được những viên đất sét có ghi số tiền nợ, cũng như ghi chú I owe you, có nghĩa là tôi nợ bạn, từ người đi vay. Khi ngân hàng phát triển, quy trình vay và cho vay đơn giản trở thành hệ thống tín dụng như chúng ta biết. Các ngân hàng đã tạo ra tín dụng chính và cấp vốn cho hệ thống tài chính thông qua việc mở nguồn cung tiền tệ. Giả sử, bạn gửi 100 đô la Mỹ vào ngân hàng, họ sẽ chỉ dự trữ một ít tiền và cho người khác vay 90 đô la. Người đó có thể đặt số tiền đã vay này vào một ngân hàng khác, sau đó lặp lại quy trình của ngân hàng đầu tiên, tức là giữ một ít và cho vay khoảng 80 đô la. Từ đó, hệ thống đã tạo ra 270 đô la từ 100 đô la ban đầu. Hoạt động mở rộng nguồn cung tiền tệ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cấp vốn cho hệ thống tài chính, vì số tiền được tạo ra có thể được đầu tư hoặc mua hàng hóa. Nếu không có mối quan hệ cơ bản giữa người đi vay và cho vay, thì hệ thống tài chính sẽ bị đình trệ do nguồn cung tiền bị cản trở. Hệ thống tài chính là sự kết hợp của các thị trường và các tổ chức tài chính qua nhiều thế kỷ. Hệ thống tài chính hiện đại chủ yếu được phát triển ở Tây Âu và Bắc Mỹ. Ở Ý thời Trung Cổ, thương mại phát triển mạnh với Ả Rập đã thúc đẩy tài chính và hệ thống kế toán phát triển. Điều này dẫn đến việc các ngân hàng ra đời, vì thương gia cần tiếp cận tín dụng để sử dụng trong các giao dịch của họ. Các ngân hàng có vai trò rất quan trọng đối với hệ thống tài chính, bởi vì các ngân hàng giúp thực hiện tín dụng. Ở giai đoạn tiếp theo, chiến tranh là chất xúc tác để trái phiếu và thị trường trái phiếu phát triển. Một lần nữa, hình thức này lần đầu tiên xuất hiện ở Ý thời Trung Cổ. Khi đó, các thành phố của Ý liên tục xảy ra chiến tranh và chính phủ cần tiền để chi trả cho binh lính và vũ khí. Họ huy động những khoản tiền này thông qua việc bán trái phiếu, có thể hiểu là các khoản cho chính phủ vay với lãi suất cố định. Và những tờ giấy ghi nợ hay trái phiếu có thể được giao dịch trên thị trường trái phiếu. Sự phát triển tiếp theo của hệ thống tài chính xuất hiện ở Hà Lan thế kỷ 17. Cụ thể, đó là sự xuất hiện của công ty cổ phần. Các công ty tự huy động vốn bằng cách bán cổ phần sở hữu và cổ phần có thể được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Hình thức này đã nhanh chóng trở nên phổ biến và lan nhanh trên toàn cầu. Vào thế kỷ 18, các công ty bảo hiểm đã sử dụng phân tích thị trường tài chính để tạo ra những danh mục đầu tư khổng lồ giúp quản lý rủi ro tốt hơn. Đến thế kỷ 20, vai trò của chính phủ đối với nền kinh tế và thị trường tài chính cũng trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng, từ những năm 1920, thị trường bất động sản bắt đầu mở rộng một cách ồ ạt khi xã hội phương Tây hướng đến một nền dân chủ ổn định và tự chủ dựa trên quyền sở hữu tài sản. Tất cả những điều này bao gồm các mối quan hệ giữa các thị trường tài chính và các tổ chức đã tạo nên hệ thống tài chính hiện đại. Tài chính, nhất là tín dụng, là cách hiệu quả nhất để thoát nghèo. Chúng ta thường nghe kể về câu chuyện của những chủ ngân hàng tham lam. Họ được ví như những con ma cà rồng tài chính chuyên đi săn những người nghèo. Họ khai thác điểm yếu và sự thiếu hiểu biết về tài chính của người khác để chiếm lấy của cải từ tầng lớp dưới cùng của xã hội và gia tăng tích trữ ở tầng trên. Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống tài chính là cách tốt nhất để các quốc gia, cộng đồng và cá nhân thoát khỏi đói nghèo và trở nên thịnh vượng từ một cơ sở tài chính lành mạnh. Ví dụ, các ngân hàng cho phép những người tiết kiệm gửi tiền và dùng khoản tiền này để cho vay. Nếu tiền không được đưa vào ngân hàng, nó sẽ chỉ nằm im đó cho đến khi bị tiêu hết. Khi gửi vào ngân hàng, tiền sẽ chuyển từ trạng thái tĩnh sang một dạng năng động hơn, tức là tín dụng. Nhưng nếu không tiếp cận với nguồn tín dụng đáng tin cậy, người nghèo phải vay từ các nguồn kém uy tín. Những kẻ cho vay nặng lãi thường tìm đến và dụ dỗ những ai đang cần tiền nhưng không thể vay từ các tổ chức tài chính đáng tin cậy. Với những khoản vay này,
người đi vay sẽ phải trả mức lãi suất cao hơn và phải đối mặt với nhiều hình thức trừng phạt, kể cả bạo lực nếu mà thanh toán chậm. Tín dụng giúp chúng ta thực hiện các kế hoạch và quyết định dài hạn như mua tài sản, bắt đầu kinh doanh hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp. Ví dụ như ở những khu vực nghèo, những người phụ nữ nghèo có thể được cho vay dù họ có ít hoặc là không có tài sản thế chấp. Họ dùng khoản vay này để mua gia súc hoặc bắt đầu kinh doanh. Ví dụ này cho chúng ta thấy rõ tài chính có thể giúp cải thiện tình trạng nghèo đói như thế nào. Các xã hội có hệ thống tài chính mạnh sẽ làm giàu trên những xã hội có hệ thống tài chính kém hiệu quả. Trong các hệ thống tài chính kém hiệu quả, nguồn vốn không thể tự do luân chuyển. Các quan chức kiểm soát những nguồn tài chính để phục vụ những mục tiêu chính trị hoặc tích trữ của cải để thực thi hệ thống phân cấp xã hội. Và do thị trường ở trạng thái tĩnh nên tài chính không có động lực để phát triển. Hệ thống tài chính ở Tây Âu cho phép dòng vốn được lưu chuyển tự do và hiệu quả nhất. Vì cạnh tranh rất khốc liệt nên các tổ chức tài chính phải tìm cách sinh lời và xây dựng uy tín. Nếu không, họ sẽ bị các tổ chức tốt hơn thay thế. Các xã hội sử dụng mô hình tài chính hiệu quả của phương Tây sẽ có thể phát triển thịnh vượng hơn và tiến hành khai thác từ những xã hội kém phát triển. Khi các quốc gia mạnh mở rộng phạm vi địa lý của họ để tìm kiếm nhiều tài nguyên và các nguồn lợi nhuận, họ cũng sẽ tiếp xúc với nhiều quốc gia không có khả năng quản lý tài nguyên của mình một cách hợp lý. Điều này dẫn đến sự trỗi dậy của các đế chế châu Âu, mà quyền lực chủ yếu nằm ở sức mạnh tài chính. Tuy nhiên, vì sự cạnh tranh quá khốc liệt, các đế chế này cuối cùng đã sụp đổ và bị thay thế bởi những thực thể mạnh hơn về kinh tế. Và trong thế kỷ 20, hệ thống tài chính phương Tây tiếp tục lan rộng thông qua quá trình toàn cầu hóa. Sự phát triển này có thể được đánh dấu bằng một số sự kiện lịch sử. Giữa thế kỷ 18 và 20, các quốc gia phương Tây với hệ thống tài chính phát triển cao đã thống trị các quốc gia châu Á. Mặc dù các quốc gia châu Á thì có nhiều tài nguyên, nhưng họ đã thất bại bởi vì chính hệ thống tài chính chuyên chế kém hiệu quả. Ở châu Âu thế kỷ 17, Hà Lan, nơi khai sinh ra thị trường chứng khoán và là nhà phát triển lớn của ngân hàng hiện đại, đã tự thoát ly khỏi đế chế Habsburg, Tây Ban Nha. Mặc dù đế chế có nhiều vàng và bạc hơn, nhưng họ lại ít hiểu biết về kinh tế. Chính điều này đã giúp Hà Lan nhanh chóng phát triển và vượt qua về mặt kinh tế. Hệ thống tài chính phản ánh bản chất con người, vừa vô lý, vừa bất bình đẳng. Không có hệ thống tài chính nào là hoàn hảo. Đó là vì nó được kiểm soát và đầu tư bởi con người. Con người có rất nhiều cảm xúc, từ lạc quan và hưng phấn đến bi quan và tuyệt vọng. Trong lĩnh vực tài chính, những điều này lại càng được phóng đại lớn hơn, khiến cho thị trường tài chính trở nên vô lý hơn. Theo bản chất, con người sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong một đám đông. Chúng ta thích xem những gì người khác làm, quan sát những thành công và thất bại của họ trước khi đưa ra quyết định của riêng mình. Bên cạnh đó, tất cả chúng ta đều có những điểm mạnh và đặc điểm khác nhau. Những đặc điểm này được người khác đánh giá dựa trên tầm quan trọng của họ. Xã hội đối xử với mỗi người theo những cách khác nhau và bất bình đẳng. Trong hệ thống tài chính, những điều vô lý và bất bình đẳng lại càng được phản ánh rõ hơn. Thứ nhất, phần thưởng tài chính không được chia đều. Những người có thái độ và kỹ năng để thành công trong thế giới tài chính trở nên giàu có và đạt được quyền lực, trong khi những người khác thì không có được phần thưởng như vậy. Còn bất bình đẳng thì nằm ở trung tâm của hệ thống tài chính, cũng như cách con người trải qua tâm trạng thất thường, thị trường tài chính hoàn toàn có thể sụp đổ một cách nhanh chóng. Vì niềm tin của những nhà đầu tư vốn rất là mong manh nên họ dễ sợ hãi và có xu hướng phản ứng thái quá với bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tình hình tài chính của mình. Những nhà đầu tư cũng sẽ quan sát để xem các nhà đầu tư khác làm gì trong một số tình huống nhất định và thực hiện tương tự như vậy. Điều này khiến cho thị trường tài chính trở nên không ổn định vì các nhà đầu tư sẽ ồ ạt đổ tiền và rút tiền ra hàng loạt theo đám đông. Thị trường chứng khoán có xu hướng phát triển nóng nên có thể sẽ sớm sụp đổ. Thị trường chứng khoán giống như một quả bóng bay. Khi niềm tin lên cao, giá cổ phiếu, số lượng cổ phiếu và thị trường đều phát triển mạnh. Còn khi niềm tin sụp đổ, các nhà đầu tư rút tiền khỏi thị trường khiến cho nó xì hơi.
đôi khi thị trường sẽ tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, khiến giá cả giống như một quả bóng bị thổi căng. Dần dần, áp lực sẽ làm bùng nổ thị trường, khiến giá cả giảm mạnh. Đây được gọi là bong bóng thị trường chứng khoán. Bong bóng thị trường chứng khoán là một hiện tượng tài chính tương đối phổ biến và thường diễn ra theo cùng một khuôn mẫu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn luôn cảm thấy ngạc nhiên vì họ không nhận ra sự tăng trưởng không bền vững trên thị trường. Điều này khiến cho nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ khi bong bóng vỡ. Có nhiều lý do khiến bong bóng phát triển và tại sao các nhà đầu tư lại không nhận ra điều này. Đầu tiên là vì sự nghiệp của một nhà đầu tư ở Fort Worth kéo dài khoảng 25 năm. Do đó, một nhà đầu tư khó có thể nắm bắt được bản chất lên xuống của thị trường. Nhiều người cho rằng thời kỳ tốt đẹp sẽ kéo dài mãi mãi và không hiểu được mặt trái của sự tăng trưởng nóng. Đôi khi các giám đốc điều hành vô đạo đức sẽ lợi dụng những nhà đầu tư ngây thơ bằng cách thuyết phục họ về sự thành công và lợi nhuận của công ty. Khi càng nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty, giá trị của nó sẽ tăng lên và các giám đốc điều hành sẽ thu về những khoản tiền thưởng lớn. Khi hành vi gian lận bị phanh phui, giá cổ phiếu và người nắm giữ cổ phiếu phải chịu thiệt hại. Lý do cuối cùng là vì các nhà đầu tư không hiểu đầy đủ về hệ thống tài chính. Nhiều người bị thu hút bởi những câu chuyện về tỷ suất lợi nhuận cao và tốc độ tăng trưởng phi thường. Nhưng những yếu tố này kết hợp với nhau lại tạo ra sự tăng trưởng không bền vững trên thị trường. Khi ngày càng có nhiều người bị hút vào, thị trường phát triển và lớn mạnh, cho đến khi bong bóng đột ngột vỡ sẽ khiến cho các nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề. Lạm phát và siêu lạm phát thường xuất hiện vì sự quản lý yếu kém về mặt chính trị đối với một loại tiền tệ. Lạm phát có nghĩa là giá trị của đồng tiền giảm đi. Thật ra trên thị trường luôn có lạm phát vì ngày càng có nhiều tiền được tạo ra. Nhưng lạm phát quá mức hay siêu lạm phát sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy nguy hiểm. Khi đó, những người nắm giữ trái phiếu chính phủ và tiết kiệm bằng một loại tiền tệ cụ thể sẽ chịu ảnh hưởng rõ ràng nhất. Siêu lạm phát thường là kết quả của việc quản lý hệ thống tiền tệ kém hiệu quả. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể xảy ra nếu một quốc gia in một lượng tiền khổng lồ và không kiểm soát được nợ quốc gia. Trách nhiệm cho hiện tượng này thuộc về ngân hàng trung ương hoặc là chính phủ. Do đó, nguyên nhân sâu xa của lạm phát là từ chính trị. Thông thường, sẽ luôn có những lý do cố ý đằng sau sự sụt giá của tiền tệ và siêu lạm phát, vì đây là những cách giúp làm giảm đáng kể giá trị của các khoản nợ trong nước. Trong một số trường hợp khác, siêu lạm phát xuất phát từ bất ổn chính trị hoặc do không giải quyết được các vấn đề dài hạn trong nền kinh tế. Cho dù lý do của siêu lạm phát là gì, nó sẽ luôn mang lại những tác động tiêu cực sâu rộng cho toàn xã hội. Lạm phát ảnh hưởng đến tài sản của các chủ nợ và người tiết kiệm trong nước, đồng thời ảnh hưởng đến những người hưởng lương cố định. Lạm phát cũng khiến cho lòng tin vào đồng tiền giảm đi và khiến các nhà đầu tư bên ngoài sẽ muốn tính lãi suất cao hơn để hạn chế rủi ro. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến những người đi vay trong nước. Siêu lạm phát thể hiện sức mạnh của chính phủ trên thị trường tài chính, nhưng cũng đồng thời thể hiện sự nguy hiểm khi cố gắng chống lại thị trường. Cả bảo hiểm tư nhân và phúc lợi nhà nước đều là những biện pháp không hoàn hảo trong việc giảm thiểu rủi ro tài chính. Bảo hiểm tư nhân được phát sinh ở Scotland vào thế kỷ thứ 18 bởi hai mục sư tin lành với mục đích là hỗ trợ tài chính cho gia đình của các cha xứ đã qua đời. Họ đã sử dụng những tiến bộ trong phân tích thống kê và xã hội để tạo ra chương trình bảo hiểm đầu tiên. Trong đó, phí bảo hiểm của một thành viên được gộp lại và đầu tư để thu về lợi nhuận. Những lợi nhuận này sau đó có thể được trao cho những người tham gia khi có nhu cầu. Hệ thống bảo hiểm tư nhân mới này đã hỗ trợ tài chính cho những người bất hạnh và giúp họ giảm nhẹ một phần rủi ro tài chính trong cuộc sống. Hình thức này trở nên phổ biến nhanh hơn vào thế kỷ 19. Tuy nhiên, vẫn có một số người không đủ tiền hoặc không quan tâm đến rủi ro tài chính. Do đó, có thể họ sẽ phải đối mặt với nghèo khó hoặc phải vào tù. Thế nên, các chính trị gia dần xem bảo hiểm là cách thúc đẩy sự ổn định xã hội và thu hút nhiều cử tri. Phúc lợi nhà nước được phân phát để giảm thiểu rủi ro tài chính thông qua các chính sách như chăm sóc sức khỏe toàn dân, lương hưu cho người già và giáo dục miễn phí. Tuy nhiên, phúc lợi nhà nước có một nhược điểm,
thuế và phạm vi bảo hiểm sẽ khiến nhiều người không có động lực làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tiền. Không chỉ vậy, nhiều bang phải đối mặt với chi phí chăm sóc sức khỏe và lương hưu do số lượng người già tăng vọt. Trong vài thập kỷ qua, đã có nhiều cuộc tranh luận phản đối phúc lợi nhà nước. Một số chính phủ đã bắt đầu cắt giảm một phần phúc lợi để người dân dần chấp nhận rủi ro tài chính. Nhưng để bảo vệ mình khỏi rủi ro, các cá nhân phải lựa chọn bảo hiểm tư nhân đắt tiền, nên khó có thể nói được việc cắt giảm phúc lợi xã hội có phải là việc nên làm hay không. Việc bãi bỏ quy định đối với thị trường bất động sản cho thấy những quyết định chính trị có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính như thế nào. Trong suốt lịch sử, mục tiêu chính trị và tài chính thường xung đột với nhau. Điều này có lẽ được thể hiện rõ nhất qua sự phát triển của thị trường bất động sản trong thế kỷ 20. Các chính phủ, đặc biệt là các nước nói tiếng Anh, đã thực hiện những chính sách để tăng tỷ lệ chủ sở hữu nhà vì theo chính phủ, những người chủ sở hữu bất động sản có uy tín cao hơn những người thuê nhà. Tuy nhiên, dù việc hướng đến một nền dân chủ dựa trên quyền sở hữu mang đến nhiều tác động tích cực đối với chính trị, nhưng sự phân chia tài sản thì chưa được thực hiện một cách công bằng. Ví dụ như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Cuộc khủng hoảng này dẫn đến sự thất bại của các ngân hàng, các gói cứu trợ quốc gia và cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu. Và nguyên nhân của nó nằm ở việc bãi bỏ quy định đối với thị trường bất động sản ở Hoa Kỳ. Trong một nỗ lực nhằm tăng quyền sở hữu bất động sản ở Hoa Kỳ, hình thức tín dụng thứ cấp đã được chính quyền George W. Bush xúc tiến vào năm 2003. Tín dụng thứ cấp là khoản vay dành cho những người không đáp ứng đủ những tiêu chuẩn vay thông thường. Về mặt chính trị, các khoản cho vay là một bước tích cực nhằm mở rộng quyền sở hữu tài sản, đặc biệt là ở các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, về mặt tài chính, tín dụng thứ cấp không bền vững. Những người cho vay ý thức được người đi vay có thể sẽ vỡ nợ, nên họ sẽ bán lại các khoản vay cho những người không hiểu bản chất rủi ro của chúng trên khắp thế giới. Và ngay khi những người đi vay bắt đầu vỡ nợ, giá nhà đã giảm xuống. Trên toàn cầu, các tổ chức như Quỹ Hưu Trí và một số chính quyền thành phố ở Na Uy phải đối mặt với những khoản nợ không thể thu và cuộc khủng hoảng sau đó lan rộng ra khắp hệ thống tài chính toàn cầu. Rõ ràng, hệ thống tài chính toàn cầu sụp đổ do thị trường nhà đất bị thao túng để phục vụ mục đích chính trị. Tổng kết, thông điệp chính từ quyển sách. Hệ thống tài chính hiện đại được phát triển qua nhiều thế kỷ, vốn mang tính vô lý, không bình đẳng, không ổn định và khó kiểm soát. Tuy nhiên, nó cung cấp phương pháp hiệu quả nhất để tạo và phân bổ nguồn vốn. Việc phân bổ tiền cho những lĩnh vực cần thiết nhất là rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và tiến bộ của con người. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tinh gọn của quyển sách Đồng tiền lên ngôi của Niall Ferguson. Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút Mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái.